Ngày 13 tháng 3, nguồn tin của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết đã có kết quả giám định thiệt hại vụ phá trắng khoảnh rừng trồng đang giữ chức năng phòng hộ lòng hồ Định Bình, thuộc khoảnh 4, tiểu khu 169, xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định. Theo kết quả giám định thiệt hại do Trung tâm Quy hoạch Nông nghiệp Nông thôn, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định thực hiện, tổng diện tích rừng bị tàn phá giảm còn 1,07 ha, số lượng gỗ bị cưa hạ 37 mét khối, với chủng loại sao đen, keo tràm. Rừng bị tàn phá thuộc rừng trồng, đang giữ chức năng rừng phòng hộ Hồ Định Bình, do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Vĩnh Thạnh, trực thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh, quản lý, bảo vệ. Nguồn tin cho biết, với diện tích rừng bị tàn phá kèm khối lượng gỗ trên, thì vụ việc đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự. Liên quan đến vụ phá rừng, một đại diện hạt kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh thông tin, hiện cơ quan chức năng đã xác định ông Đê Ư ở làng 6, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh tham gia phá rừng. Làm việc với lực lượng kiểm lâm, ông này khai nhận hành vi trên và cho biết mục đích phá rừng để lấy đất trồng rừng sản xuất. Hiện vụ việc đang trong thời gian xử lý tin báo tội phạm, ý kiến Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh yêu cầu cần củng cố thêm các chứng cứ, nhân chứng trước khi khởi tố vụ án. Vị đại diện hạt kiểm lâm huyện nói và cho biết thêm, quá trình điều tra vụ việc đang gặp khó khăn do các nhân chứng chưa muốn cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng. Như báo Sài Gòn Giải Phóng đã thông tin, vụ phá rừng trên xảy ra từ giai đoạn sát Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Qua kiểm tra ban đầu, hạt kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh xác định rừng bị tàn phá ở các lô 12 và 14, khoảnh 4, tiểu khu 196, xã Vĩnh Hảo. Tại hiện trường, 165 cây gỗ sao đen khoảng 15 đến 19 năm tuổi và 62 cây gỗ keo tràm lâu năm, đường kính các gốc cây từ 16 đến 30 cm, có gốc trên 30 cm bị cưa hạ. Rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Vĩnh Thạnh trồng nhiều giai đoạn, bắt đầu từ năm 2003-2005.